Theo VOV và Chinh.vn, ngày 20 tháng 2, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại chợ Hiệp Tân, đường Cây Keo, P. Hiệp Tân. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, nhiều người dân ở sạp số 11, chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú đã nghe thấy tiếng cãi nhau giữa người đàn ông tên Thiện, khoảng 40 tuổi và vợ tên Lệ khoảng 36 tuổi. Khu chợ diễn ra vụ án mạng ảnh, VOV, sau một hồi cãi vã, người dân thấy ông Thiện ôm bụng chạy ra ngoài rồi cục xuống đất. Khi người dân chạy tới, thì phát hiện ông Thiện bị đâm và đã tử vong do mất máu quá nhiều. Nhận được thông tin báo từ người dân, Công an quận Tân Phú có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của bà Lệ. Được biết, hai vợ chồng ông Thiện buôn bán tạp hóa ở chợ Tân Hiệp đã hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây công việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại. Ông Thiện quê gốc An Giang, còn bà Lệ người ở địa phương. Cả hai đã có với nhau 3 người con gái. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trước đó vào ngày 11 tháng 2, tại Quảng Nam cũng xảy ra một vụ việc tương tự, vợ dùng dao đâm trúng ngực chồng khiến nạn nhân trọng thương. Cụ thể theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Trần Xuân Tiến, 37 tuổi và vợ là Võ Thị Huệ, 32 tuổi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, bà Huệ dùng dao đâm chồng trọng thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, trong tình trạng mất máu nhiều. Let's block us. Why?